Và một điểm quan trọng nữa trên cái kính này đó là trồng kính. Trồng kính này mình cũng cắt từ trồng kính đặc biệt, tức là loại kính đặc biệt này được đổi màu. Này là màu xám khói. Bình thường thì trong nhà hay bình thường chúng ta sẽ thấy là màu trắng, nhưng mà chúng ta ra ngoài nắng thì chúng ta sẽ thấy được cái trồng kính sẽ đổi màu qua màu xám khói. Anh Lân ơi, kính này á anh thiết kế riêng cho anh, vậy thì đối với những khách hàng khác á, có khuôn mặt khác á, thì phải sao đây anh? Thì anh sẽ thiết kế riêng cho từng khách hàng luôn em. Có nghĩa rằng là anh sẽ gọi là làm như là đo ni đóng giày cho từng khuôn mặt của từng vị khách quý của mình, và anh sẽ thiết kế dựa trên yêu cầu cũng như là ý tưởng cũng như là cái sở thích của vị khách hàng đó, và anh sẽ tư vấn và anh thiết kế làm sao nó hài hòa hợp nhất. Tuy nhiên có nghĩa là thiết kế riêng cho anh nhưng mà người khác đeo vẫn được chứ không phải là không, nhưng mà nó sẽ phù hợp hơn ít hay nhiều. Nhưng mà đối với kính này anh thiết kế riêng cho anh, riêng mẫu kính này, nhưng mẫu kính này cũng phù hợp với rất nhiều người, thậm chí là nữ. Kính này nữ đeo rất đẹp luôn, và những người nam khác hoặc là những người khác riêng mẫu kính này anh tự tin, và Kỳ Lân cũng tự tin khẳng định là đeo hầu như hợp với rất nhiều khuôn mặt. Mẫu kính mà Kỳ Lân làm để Kỳ Lân sử dụng là đã phù hợp cân đối với mình rồi, và nó cũng là thông số cân đối hầu hết với tất cả những người châu Á mình. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.